Hey, mình sẵn, con đi chó ạ. Vâng, xin chào các bạn, mình là Nghĩa Sao Mai Trắng. Chào mừng các bạn đến với series video tiếng Nhật, tiếng Nhật bồi. Vâng, series này dành cho tất cả các bạn mà chưa học tiếng Nhật bao giờ, chúng ta cũng có thể xem và cũng có thể nói tiếng Nhật được. Và trước khi vào video này thì mình xin nhắc các bạn đó là bảng phát âm chữ cái tiếng Nhật nó hơi khác với cả các bảng chữ cái mà chúng ta đã biết như là tiếng Anh và tiếng Việt. Thế nên là để có thể nói được tiếng Nhật và để có thể phát âm tốt được tiếng Nhật thì trước tiên các bạn hãy ôn tập lại cái cách phát âm bảng chữ cái tiếng Nhật đã nhé. Và các bạn có thể theo dõi video này của mình để link ở phía dưới nhé, ok? Vâng, và hôm nay chúng ta sẽ đến với cách nói vâng, không, tôi biết rồi, ok? Thế thì nó sử dụng như thế nào? Khi mà người khác nói một cái gì đó và chúng ta đã biết rồi và chúng ta cảm thấy ok rồi thì chúng ta sẽ nói trong tiếng Nhật như thế nào? Và cũng một trong trường hợp khác khi mà chúng ta vẫn chưa hiểu thì chúng ta sẽ nói bằng tiếng Nhật như thế nào? Thế thì mình sẽ cùng nhau đi vào nội dung ngày hôm nay. Trước tiên thì các bạn hãy nhớ cho mình hay và yế. Hay trong tiếng Nhật là vâng, yế là không. Nó giống như kiểu yes, no ở trong tiếng Anh đấy, đúng không? Mình cùng phát âm qua một lượt các bạn nhé. Hay. Hay. Nó là chữ ha và chữ y ghép lại nó sẽ thành là hay. Hay. Còn không sẽ là yế. Yế. Hai chữ y các bạn nhé, kéo dài một chút nó sẽ là yế. Hay. Yế. Hay. Yế. Và khi mà giao tiếp tiếng Nhật đấy các bạn ạ, thì người Nhật thường họ sẽ nói là chúng ta có một set này nhá. Vâng, tôi hiểu rồi sẽ là hay wakarimashita. Hay wakarimashita. Mình nói nhanh một chút nhá. Hay wakarimashita. Hay wakarimashita. Nhưng mà trong series video này chúng ta chưa cần thiết phải nói quá nhanh, mà các bạn chỉ biết thêm để cho chúng ta có thể hình dung được là sau này khi mà chúng ta nói nhanh như thế nào thôi. Còn lại ở bước đầu cơ bản chúng ta mới nói tiếng bồi thôi thì các bạn có thể nói là hay wakarimashita. Hay wakarimashita. Hay wakarimashita. Ok. Còn lại trong trường hợp mà chúng ta vẫn chưa hiểu, chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Không, tôi vẫn chưa hiểu. Ie wakarimasen. Ie wakarimasen. Wakarimasen. Đã hiểu rồi là gì các bạn nhỉ? Wakarimashita. Wakarimashita. Đi nhá, ra đi du để đô. Wakarimashita. Hay wakarimashita. Ie wakarimasen. Rồi bây giờ các bạn phát âm theo mình một lượt nhá. Hay wakarimashita. Hai wakarimashita. Hai wakarimashita. Rồi, thế còn trong trường hợp mà chúng ta phủ định sẽ là gì nhỉ? Ie wakarimasen. Ie wakarimasen. Rồi, bây giờ các bạn phát âm theo mình trường hợp phủ định nhé. Ie wakarimasen. Ie wakarimasen. Ie wakarimasen. Ie wakarimasen. Ok, rồi và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau xem ví dụ nhé. À, すいません. トイレはどこですか? Ồ, à, そこ ですよ. À, hay, wakarimashita. ありがとうございます. À, hay, wakarimashita. ありがとうございます. À. Hay, wakarimashita. Arigatou. Vâng, và trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn cách nói khi chúng ta vâng hoặc là không. Vâng hoặc là không. Và có thêm một set đó là gì nhỉ? Vâng, tôi hiểu rồi. Không, tôi vẫn chưa hiểu, đúng không ạ? Là gì nhỉ? Hay. Iie. Hay. Iie. Hay. Wakarimashita. Hai, wakarimashita. Iie, wakarimasen. Iie, wakarimasen. Vâng, và chúc các bạn học tốt tiếng Nhật. Đừng quên là nếu thấy series video hay thì nhớ like và subscribe channel Sao Mai Trắng của mình nhé. Và những bạn nào mà đang quan tâm tới khóa Kaiwa, tức là khóa giao tiếp tiếng Nhật sơ cấp và trung cấp, thì các bạn cứ inbox về page Sao Mai Trắng cho mình để nhận được các thông tin chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào nè. Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với khóa Samurai Chẳng Kaiwa. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với